Vâng, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến xin chào các bác nha. Hôm nay thì em chuẩn bị có cái tơi, chuẩn bị gửi đi tuyên quang các bác nha. Đây là cái tơi 8 dòng các bác này. Tơi siêu khỏe luôn. Em gửi cho anh này lắp lên xe ben để mà đi trong đường lầy lội, đường rừng, kéo gỗ, kéo keo đấy. Thì đây là anh đã lựa chọn con tơi khỏe nhất bên em nhé. Và một cái đặc biệt của con tơi hôm nay, hiện tại là em đang quấn 80 m cáp 14 này, theo yêu cầu này. Thật ra là các bác bỏ được xe ben muốn cáp to thì dùng cái loại này nhé. Còn nếu các bác mà muốn dùng cáp cáp để mà chịu tải lớn thì các bác có thể dùng cáp 12 là được rồi. 12, cáp 10 nó đều có cáp xịn hết nhé. Đấy. Và anh lấy bên mình là 80 m cáp 10 14 là mình đã quấn vào cho anh này, cả móc đầy đủ đây. Đấy, móc đầy đủ nhá. Đấy. Và đây là một cái đồng độc 2 tấn, đồng độc xịn luôn nha các bác. Đồng độc xịn đấy. Tùy 8 dòng thì như các bác đã biết thì cấu tạo của nó là cấu tạo 4 cầu, rất là khỏe luôn. 1, 2, 3, 4 và lô con cáp nữa là 4 cầu, cực kỳ khỏe nhé, rất là khỏe luôn. Nhông, hệ nhông của nó các bác này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đấy, 8 nhông, 4 cầu, cực kỳ khỏe. Động cơ thì động cơ 110 các bác nhé. Động cơ thì em đã test nổ rồi, thì em có thể nổ cho các bác xem. Về cấu tạo thì ở đây là có ngắt này. Đấy, đây là có ngắt tơi này, đây là có phanh này. Em đã quấn cáp rồi cho nên là cái hoạt động để mà quay lô là em không quay được nữa nhé, chỉ có nổ máy lên cho bác xem thôi. Còn về đây là cái những cái đồng độc cái con lăn, em làm hệ thống con lăn ở xung quanh cái khung này thì lúc mà cáp nó di chuyển ấy thì nó chống mài mòn vào trong cái khung nhé. Và trong quá trình các bác nó sử dụng thì đều sử dụng luôn cái đồng độc này. Đó. Ở phía trước đế thì em có làm cái tăng giảm xích này, tăng chỉnh xích này. Và hai cái tai này để các bác trụ lại một chỗ, ví dụ như đối với các bác làm linh động nhé. Còn các bác mà bỏ trên xe thì thôi, bỏ trên xe thì hầu như các bác đã cố định máy vào xe rồi. Động cơ thì động cơ 110 làm lại các bác nhé. Chế mới này, cũng đã thể bật này. Khi mà mình đã vào cáp rồi muốn thử thì em phải ngắt ngắt hoạt động này các bác nhé. Đấy. Đấy, máy đã hoạt động nhé. Hiện tại là máy đã test nổ online, bỏ lên ba lết đây, chuẩn bị đóng gói gửi đi cho khách hàng các bác này. Đấy. Thì tất cả tôi bên em gửi đi thì đều phải bỏ đến tấm pallet này để giao hàng nhé, giao hàng toàn quốc các bác nhé. Hỏi thông tin chi tiết mua hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp qua em qua điện máy Phúc Minh Tiến này, địa chỉ là cầu Bùng Nhấn Kỳ, Diễn Châu, Nghệ An. Số điện thoại là 0988182789 hoặc truy cập website www.phucminhtien.com các bác nhé. Rồi em xin cảm ơn các bác.